Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Biên Tóc. Các bạn biết không, trên thế giới có tổng cộng 200 quốc gia và trong số đó chúng ta biết rằng Nga là quốc gia lớn nhất. Vậy các bạn có biết đất nước nào là đất nước nhỏ nhất hay không? Mà tổng cộng diện tích 10 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới chỉ có khoảng 1.500 km2 mà thôi. Hãy chờ một giây thôi thì Biên Tóc sẽ bật mí cho các bạn biết nha. Top 10 quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. 1. Vatican. Chúng ta vẫn thường lầm tưởng thành Vatican nằm trong nước Ý, nhưng thực ra đây là một đất nước độc lập và cũng là đất nước nhỏ nhất trên thế giới được công nhận. Đất nước có một thành phố cùng tên là Vatican, rộng 0,44 km2. Vatican nằm bên trong thành phố Rome và là nơi có nhà thờ Kitô giáo lớn nhất trên thế giới. Vatican chỉ có khoảng 1.000 dân cư, được thành lập vào năm 1929. Tòa thánh Vatican, quảng trường thánh Peter là hai địa điểm nổi tiếng mà những người theo Thiên Chúa giáo mong muốn được một lần ghé thăm. Vatican cũng là quốc gia có nền kinh tế phi thường độc nhất vô nhị trên thế giới, chủ yếu là do các khoản quyên góp của người Thiên Chúa giáo La Mã trên khắp thế giới và thu nhập từ bán tem, ấn phẩm, đồ lưu niệm khi người ta đến đây. 2. Monaco. Monaco được những người định cư Hy Lạp thành lập vào thế kỷ thứ 5. Họ gọi nơi đây là thiên đường thuế bên bờ biển nước Pháp. Monaco là một đất nước độc lập có chủ quyền tại châu Âu, diện tích nhỏ thứ hai trên thế giới và chỉ lớn hơn Vatican. Kể từ ngày 25 tháng 2 năm 1489, nhà nước độc lập này đã thu hút rất nhiều người đến tham quan. Monaco chỉ rộng 2,02 km2, dân số là 36.000 người, tức là khoảng 17.889 người trên 1 km2. Vậy nên, Monaco còn là quốc gia nằm trong top đất nước có mật độ dân số cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản bước chân của họ. Ở đây, không tồn tại việc người dân phải đóng thuế cho nhà nước. Các thuế thu nhập cá nhân, thuế thừa kế không bị đánh thuế ở đây. Vậy nên, nó đã thu hút mãnh liệt giới nhà giàu thế giới đến đây để định cư, để né tránh thuế. Thế là, nó trở thành đất nước có tỷ lệ triệu phú và tỷ phú cao nhất trên thế giới. Ngoài ra, đất nước này còn nổi tiếng về các sòng bạc và các mặt hàng xa xỉ phẩm. 3. Cộng hòa Nauru. Cộng hòa Nauru được xếp vào danh sách là một quốc gia thuộc châu Đại Dương. Đây là một quốc đảo nhỏ trên thế giới với diện tích là 21 km2, dân số khoảng 10.000 người. Trải qua những biến động lịch sử, Nauru trở thành quốc gia độc lập vào năm 1968. Nauru nằm về phía đông Australia và là nước nhỏ thứ ba trên thế giới và cũng là quốc đảo nhỏ nhất trên thế giới. Nauru từng tiết lộ mức sống cao đáng ngưỡng mộ tại hòn đảo này và nó trở thành một thiên đường thực sự. Nền kinh tế lúc đó dựa chủ yếu vào khai thác phosphat. Thế nhưng vào năm 2001, khi nguồn dự trữ phosphat cạn kiệt, mức sống vô cùng tốt ấy đã bị thay đổi. Kể từ đó, tài chính của Nauru chuyển sang bờ vực phá sản và ngân sách nhà nước chỉ phụ thuộc vào các khoản trợ cấp tài chính từ Úc. 4. Tuvalu. Bị đuổi khỏi khối thịnh vượng Trung Anh vào năm 1974, vào thời điểm đó, Tuvalu được gọi là quần đảo Ellis. Năm 1978, nó được đổi tên thành Tuvalu và được ghi nhận là một quốc gia có chủ quyền trong cộng đồng các quốc gia. Tuvalu nằm ở phía nam Thái Bình Dương giữa Hawaii và Australia. Diện tích Tuvalu bao gồm các đảo đá ngầm và san hô, vùng rừng rậm chỉ rộng khoảng 26 km2, dân số khoảng 11.000 người. Ngoài ra, nó còn sở hữu 8 km đường đi bộ và một bệnh viện. Nóc nhà cao nhất của nước này chỉ khoảng là 4,5 m so với mực nước biển. Hầu hết cư dân sống bằng nông nghiệp và nghề đánh cá. Ngoài ra, Tuvalu vì được bao quanh bởi các đảo đá ngầm và san hô, cả những vùng rừng rậm đặc biệt cho nên nó đã trở thành một địa điểm thu hút khá nhiều khách du lịch. 5. Cộng hòa San Marino. Giống như Vatican, lãnh thổ San Marino nằm gọn trong lòng nước Ý, có diện tích chỉ 61 km2, dân số khoảng 33.000 người. Đây là quốc gia có diện tích nhỏ thứ 5 trên thế giới. Dù diện tích và dân số rất khiêm tốn, trong suốt quá trình lịch sử, quốc gia Nam Âu này rất ít phụ thuộc vào Italy. Nước này còn tự nhận mình là nhà nước có chủ quyền lâu nhất còn tồn tại trên thế giới. Một điều khá đặc thù khác, San Marino là đất nước có một hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước tinh gọn chỉ khoảng 100 người. Hiện vẫn còn đang áp dụng một số quy tắc điều luật có hiệu lực từ thế kỷ 15. Đứng đầu nhà nước San Marino là hai nguyên thủ quốc gia, chứ không phải là một như nhiều nước khác. Nhiệm kỳ của những lãnh đạo nhiếp chính này chỉ có khoảng là 6 tháng.
Lịch sử Cộng hòa San Marino ghi nhận lần đầu tiên và cũng là hiện tại, hai nhiếp chính lãnh đạo San Marino đều là phụ nữ. Người dân San Marino có quan hệ rất thân thiết với các nguyên thủ quốc gia của họ, dễ dàng nổi giận khi nghe ai đó nói xấu đến các nguyên thủ quốc gia, coi đó là nói xấu những người dân của chính mình. San Marino cũng là quốc gia có hệ thống giao thông, hệ thống du lịch, hệ thống dịch vụ hỗ trợ người tàn tật đầy đủ nhất trên thế giới. San Marino cũng là một trong những quốc gia giàu nhất xét về GDP đầu người với nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển. Liechtenstein. Liechtenstein là quốc gia vùng núi Amber, thủ đô Vaduz, thành phố lớn nhất là San. Đây là một quốc gia rất nhỏ bé, diện tích chỉ bằng 1/13 của thành phố Hồ Chí Minh. Hướng về phía bắc, du khách có thể nhìn thấy được đồng cỏ của miền nam nước Đức. Nếu mà hướng về phía tây thì bạn có thể nhìn thấy được dãy núi Amber huyền thoại của Thụy Sĩ. Còn hướng về phía đông là nơi những đỉnh đồi gồ ghề của đất nước Áo xinh đẹp ngự trị, nhấp nhô như những chiếc trăng khổng lồ. Có diện tích chỉ 160 km², dân số khoảng 37.000 người. Liechtenstein có nền kinh tế rất phát triển, mức thu nhập bình quân đầu người rất cao, lên tới hơn 143.000 đô trên một người một năm. Tỷ lệ thất nghiệp cũng rất thấp. Thế nhưng, việc đi vào Liechtenstein khá khó khăn vì không có sân bay nào bên trong lãnh thổ nước này. Đất nước này giành độc lập chính trị vào năm 1806. Cho đến lúc đó, nó liên tục bị chiếm đóng bởi các lực lượng khác nhau. 7. Cộng hòa quần đảo Marshall. Quần đảo Marshall có diện tích 181 km². Quần đảo này nằm ở Thái Bình Dương giữa đảo Hawaii và lục địa Australia. Nơi này là điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch lặn ngắm san hô. Dù có hàng trăm đảo và đảo nhỏ, Cộng hòa quần đảo Marshall chỉ có 24 đảo có thể định cư được, dân số khoảng 68.000 người. Đây là một đất nước Cộng hòa liên kết tự do với Hoa Kỳ, nên Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ, trợ cấp và cung cấp đường tham gia vào các cơ quan trụ sở Hoa Kỳ như là FCC, Ủy ban Truyền thông Liên bang và USBC, Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ. Do chỉ có ít tài nguyên, nên nền kinh tế của quốc gia này phụ thuộc vào dịch vụ cũng như là ngư nghiệp và nông nghiệp, nên viện trợ từ Hoa Kỳ chiếm một phần đáng kể tổng sản phẩm nội địa của quốc gia này. Từ đó, đô la Mỹ cũng trở thành tiền tệ chính thức lưu thông tại đây. 8. Quần đảo Cook. 15 hải đảo làm thành quần đảo Cook Island được mến mộ với tên gọi là The Cook. Ở đây, mỗi đảo đều có dấu ấn riêng của thiên đường nhiệt đới này. Người Polynesia là cư dân đầu tiên đặt chân đến đây. Ngang qua Tahiti vào cuối thế kỷ thứ 9, quần đảo này khi ấy được đặt tên theo vị thuyền trưởng Cook, người đầu tiên tìm ra đảo này vào năm 1770. Quần đảo này lúc đầu bị người Anh chiếm đóng, tiếp đến là người New Zealand. Sau đó, cư dân Cook Island đã dùng phiếu bầu trở thành đất nước độc lập từ năm 1965. Rarotonga, hải đảo lớn nhất ở đây, là một pha trộn gồm các mỏm núi đá chỏm cộng với rừng hoang sơ và dải cát trắng rộng làm thành cứ điểm hoàn hảo cho người đầu tiên đặt chân đến đây. Aitutaki là hải đảo lớn thứ nhì được nhiều người ghé đến nhất. Nơi đây, người ta sẽ tìm thấy một trong các rặng san hô lớn nhất trên thế giới, vốn là nơi lý tưởng để bơi lặn, tham quan và ngắm san hô. Với những ai đang tìm kiếm yên bình và đầy thử thách, thì các động đá của Atil và các vườn trồng cà phê, ngũ cốc làm bia sẽ đưa quý vị vào hành trình tìm hiểu văn hóa của người Polynesia. 9. Niue. Niue là một quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương, thường được biết đến như là đảo đá Polynesia và cư dân bản địa trên đảo gọi tắt là đảo đá. Niue cách 2.400 km về phía đông bắc New Zealand, trong một tam giác giữa Tonga nằm ở phía tây nam, Samoa nằm ở tây bắc và quần đảo Cook nằm ở trong nam. Diện tích đảo là 260 km² với khoảng 1.400 cư dân, chủ yếu là người Polynesia. Tương tự như quần đảo Cook, đảo Niue được coi là một quốc gia độc lập. Nó không có quốc tịch riêng và được liên kết với New Zealand. Với mật độ dân số 5,2 người trên 1 km², đây là một trong những quốc gia cô đơn nhất trên thế giới. Dân số trải dài trên 13 ngôi làng và một số khu định cư nhỏ. Niue có một sân bay nhưng không có hải cảng, hàng hóa đến đây bằng đường biển được trung chuyển bằng xà lan. Chỉ có 900 người dùng Internet trên Niue và năm 2003, Niue được mệnh danh là quốc gia Wi-Fi đầu tiên trên thế giới. 10. Liên đoàn St. Kitts và Nevis. Đảo quốc này nằm trong quần đảo Leeward, thủ đô và tổng hành dinh của chính phủ liên bang nằm trên đảo St. Kitts.
Diện tích của liên bang này ở khoảng là 261 km², dân số hơn 42.000 người. Hai hòn đảo San Kitts và Nevis được Christopher Columbus phát hiện ở vùng biển Caribe vào năm 1493, nhưng chính thức có người đến sinh sống vào đầu thế kỷ 17. Đây cũng là nơi cực kỳ lý tưởng cho việc du lịch, lặn, thăm thú những cảnh biển và cánh rừng nguyên sơ. Kinh tế quốc gia này phụ thuộc nhiều vào trồng mía và du lịch. Tuy nhiên, vào năm 2008, San Kitts được cho là nơi có tỷ lệ giết người cao nhất trên thế giới, dù vẫn thu hút khá đông khách du lịch đến từ Hoa Kỳ. Bạn thấy chủ đề ngày hôm nay đã đủ ấn tượng và thú vị hay chưa? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho BinTop. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.